Thưa quý vị, Trung Bộ vẫn đang trong đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng. Bà con chú ý đảm bảo an toàn. Những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 5 phút hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Cảnh báo từ chiều nay đến đêm mai, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa lớn nhất từ 200 đến 350mm, có nơi trên 450mm. Đà Nẵng, Quảng Nam là 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi, lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 180mm. Mưa to, lũ trên sông dâng cao dễ gây ra tình trạng ngập lụt. Bà con không đi bộ, lái xe qua ngầm tràn ngập nước, không đi qua cầu, cống hoặc các đường giao thông khi lũ đang tràn qua, không bơi lội, đánh bắt cá trên dòng nước lũ.